Và đây là giải đấu của Nonolite tài trợ, và các bạn cũng đã biết rằng top 1, top 2, top 3 đều được nhận C3. Quá đã rồi chứ gì nữa. Ok, thì trận đấu này sẽ là chọi lựu nha các bạn. Nhận đi nào. Chúng ta vẫn còn trận thứ 2, thứ 3 và thứ 4, thứ 5 nữa. Nên là còn 4 trận nữa nha anh em ơi. Vẫn còn nhiều trận nha anh em. Ui, nhận kim cương kìa. Ui, nhận. Ui, 50 xu à. Trận này sẽ là chọi mình thoải mái, chọi từ trên, chọi xuống, chọi từ đông sang tây, chọi từ bắc sang nam, chọi từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội luôn các bạn ạ. À. Ok, let's go. Mình sẽ xuống kiếm một quả minh. Kiếm một quả minh thôi và một cái giáp. Nếu mà có giáp thì sẽ lấy giáp nha các bạn. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều trận nha các bạn. Vẫn còn rất là nhiều trận. Xong trận này sẽ tiếp đến trận tiếp theo. Và xong trận tiếp theo sẽ là trận kế nữa. Chúng ta hãy chờ đợi xem. Và liệu rằng ai sẽ là người top 1 trong giải đấu ngày hôm nay. Chỉ cần nhặt được một quả minh thì các bạn có thể chọi từ đông sang tây, chọi xối xả, chọi quá đã luôn. Ui, lựu đạn ở đâu rồi? À đây rồi, ok. Chọi. Chọi. Thằng máu này. Mày làm gì cao? Mày làm gì cao? Làm gì cao? Đậu xanh, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, đậu Hà Lan, đậu hũ, đậu ve ơi. Mày muốn đòi chơi cao mà không có được đâu. Không có được đâu. Mày chơi cao mà không có được đâu. Mày muốn chơi cao đúng không? Biết cái này ném miễn phí không? Biết cái này ném miễn phí không? Biết cái này ném miễn phí không? Ôi! Bậy! Ôi! Đông quá! Ôi! Chạy là thượng sách các bạn ạ. Ui, cái này là ném miễn phí nha các bạn. Ném thoải mái, ném thỏa thích luôn. Chạy nè. Ôi. Thấy mẹ rồi. Đừng có dí cao. Nhào vô. Qua đây luôn. Rồi xong, xác định. Chạy được. Woohoo! Quá đã. Trời ơi, quá đã anh em ơi. Quá đã, chạy được rồi. Thằng nào qua đây? Đậu xanh. Trời ơi, ném quá đã luôn anh em ạ. Chạy. Trong thời gian này mình phải chạy nha các bạn. Ui.
Chạy 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 chạy. Mày vô đây. Mày vô đây. Đậu xanh. Mày chạy tới đây. Mày chạy tới đây. 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 Mình đi tăng giáp nha các bạn. Mình đi tăng giáp 4. Lêu lêu. Ủa tăng giáp đâu? Ôi trời ơi, nó lấy mất tiêu rồi. Cay thế. Mày muốn làm gì cao? Mày muốn làm gì cao hả? Nhào vô đây. Nhào vô đây. Ui, thanh niên. Chạy 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 chạy, tốc độ tốc độ tốc độ. Lêu lêu. Lêu lêu, chạy chạy tốc độ tốc độ tốc độ chạy. Tốc độ chạy của mình là vĩnh viễn nha các bạn. Ôi. Chạy khá là nhanh luôn. Dội lại. Hay lắm. Dội lại. Chạy 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 chạy. Dội lại nó. Dội lại nó. Dám dí mới sợ. Ừ, hay lắm bạn Hiền ơi. Hay lắm. Hay lắm bạn Hiền ơi. Vừa đủ đồ chơi rồi nha các bạn. Ôi, chạy 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 chạy, tốc độ tốc độ. Nhào vô đây. Chắc là chọi được ngay. Chắc là chọi được tôi ngay. Dí theo. Dí theo. Dí theo. Dí theo. Dí theo. Tôi đu cáp nè. Lêu lêu. À hi hi bye bye. Trời ơi. Bye bye. Nhào vô. Ôi ôi ôi. Ôi cày thế. Đâu ra đông dữ vậy. Cày thế. Ờ à, trời đi. Đúng rồi trời đi. Ok. Cày thế. Mình phải đi. Giáp mình bể rồi các bạn ơi. Giáp mình bể rồi. Mày. Mày. Mày nhào vô. Mày nhào vô. Nhào vô. Nhào vô. Nhào vô. Trời ơi. Mẹ. Thanh niên. Thanh niên. Đẹp trai mà chơi dơ. Chắc là dí lại tôi ngay. Đẹp trai mà chơi dơ bay tới đấm này chứ. Trời ơi, đẹp trai mà chơi dơ quá à. Dí theo đi. Ồ,
Đẹp trai mà chơi dơ hử. Nấm ba được lắm. Hello, chào tất cả mọi người nha. Gì? Dám chọi tôi hả? Tôi phi một phát xuống dưới luôn nè. Nhào lên đây. Nhào xuống đây. Nhào xuống đây. Tôi ném cho không trượt phát nào bây giờ. Hello, chào tất cả mọi người nha. Ôi. Vẫn còn 43 người trên bản đồ. Phải trưởng. Kinh hồn. Chọi tôi nè. Chạy, tốc độ. Ui. Mia. Khốn nạn thiệt. Cay thiệt. Leo. Chọi đi. Chọi tôi đi. Tự tay nè. Chọi tôi nè. Ôi, chơi ngu rồi. Chạy, tốc độ. Cày thế. Luồn lách qua những khe cửa. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ôi, tôi chạy ngay. Dễ đâu mà ăn được tôi. Trời ơi, cày thế mất giáp luôn rồi. Kiếm giáp 2 các bạn. Chắc chắn phải kiếm giáp 2 được. Dễ đâu mà ăn tôi. Tôi luồn lách ghê lắm. Yên tâm đi. Nhào vô. Hay quá. Hay không anh em? Trời ơi. Giáp 2. Xong. Ôi. Nhanh quá, phản xạ nhanh quá các bạn ạ. Leo. Phải bay được qua kia nha các bạn. Không ổn. Đi cầu. Bệnh với cao luôn bây giờ. Dễ đâu mà chạy. Hay quá. Nhảy xuống dưới hả? Đậu xanh. Nhào vô đây. Ui, bom xì hả? Ui, bom xì đầy luôn các bạn ơi.
Trận này có team up đi chăng nữa cũng không biết team up như thế nào nha các bạn. Mía, thằng củ cải. Con này, mày chơi không? Mày chơi không? Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ui, hên này. Hên nè, 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 chạy đi, chạy đi. Đậu xanh, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, đậu hà lan, đậu hũ, đậu ve ơi. Đông vải trưởng luôn anh em ạ. Ôi! Ôi! Không ổn rồi đại vương ơi! Cay thế. Có cái xác nào ở đây không? Cho lượm máu miếng đi. Cay thế. Có mà ai cho tôi máu không? Ai cho tôi máu? Ai cho tôi máu vậy? Nhanh. 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 Trời ơi, quá đã. Trời ơi, mình top 2 kìa. Quá đã anh em ơi. Cay thế. NPC giết nhiều hả? Để mình sẽ tổng kết cái bảng coi. Ui, cảm ơn ai đã tặng sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều anh nha. Ơi, bên anh có lát không vậy? Đau, đau. Video nó âm thanh vang vọng luôn. Top 2 luôn anh em ạ. Cái gì anh?
Hả? Sao em? Làm gì có vang? Có vang à? Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.